Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Đó chính là chiếc xe Suzuki Swift. Riêng chiếc xe Suzuki Swift này nó là cái phiên bản đặc biệt quý vị và bạn nhé, là phiên bản RS. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký cuối năm 2016, cụ thể là đăng ký tháng 12 năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi. Tất cả là còn nguyên bản từ dàn lốp ạ. Dàn lốp này còn nguyên bản hết nhé, cả 4 lốp còn nguyên bản, lốp sơ cua còn chưa hạ. Thưa với quý vị và các bạn, phiên bản RS này nó khác biệt với những phiên bản khác. Thứ nhất là được trang bị là toàn bộ logo này, và chữ này là màu vàng hết luôn quý bạn nhá, và khóa thông minh, đề nổ start top. Đấy, và phanh đĩa 4 bánh thêm rất là nhiều option khác so với cái phiên bản Swift bình thường quý vị bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Suzuki Swift 2016 bản RS này, chúng tôi đang bán với giá là 419 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể trả tối đa, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Như vậy là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% giá trị của xe, quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi quý vị các bạn nhé. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này quý vị bạn nhé. Đấy, ở cái phiên bản Suzuki Swift phiên bản RS này nó khác với những cái phiên bản khác bình thường ở chỗ toàn bộ phần chữ này, logo này là đều là màu vàng hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản RS này. Đấy, nó khác về cái chữ là màu vàng. Cái thứ hai nữa là nó được trang bị thêm những option ví dụ như là khóa thông minh, đề nổ start top và phanh đĩa 4 bánh đây quý vị bạn này. Đấy, phanh đĩa 4 bánh luôn quý vị bạn nhé. Điều hòa tự động, nội thất da. Đấy là những cái phần option mà chiếc xe này đã được trang bị thêm nhé. Và chiếc xe này thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vì chiếc xe đăng ký cuối năm 2016, đăng ký tháng 12 năm 2016 và mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km thôi. Cho nên là chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu này thì quý vị các bạn thấy được luôn đấy ạ. Toàn bộ nước sơn của chiếc xe này cũng còn rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Nước sơn rất là mới. Tại sao tôi nói nước sơn này mới là đặc biệt là quý vị bạn biết được đấy. Chủ xe mua chiếc xe này xong cái là phủ nano toàn bộ xe luôn. Phủ nano toàn bộ xe và kể cả những cái phần đèn này cũng đều được phủ nano. Đấy, và bây giờ là chiếc đèn này mà đánh bóng đi đèn những cái lớp nano đây quý bạn nhé. Những cái lớp nano thì bắt đầu là nó cũng đã bong bong cái lớp nano này ra. Thì ngay trong buổi chiều ngày nay tôi sẽ cho đi đánh bóng để hết cái lớp nano đi. Thì là cái cụm đèn này nó như là mới tinh luôn đấy ạ. Tại vì là cái phủ nano này là chủ xe cẩn thận thôi, bảo vệ nó từ lúc mới. Đấy, toàn bộ kể cả phần nước sơn cũng được phủ nano. Cho nên là bây giờ nhiều chỗ là nó đã bắt đầu là bong cái nano ra rồi. Đấy, những cái bong nano ra đây thì quý vị bạn xem này, những cái mép nano này bắt đầu bong này. Đấy, những cái này là bong nano này. Đấy, bong nano nha. Những cái phần nano này bong ra. Đấy, đây những cái mép nano này bong ra. Bây giờ chúng tôi sẽ đánh bóng bỏ hết cái lớp nano này đi. Thì là cái nước sơn nguyên bản của xe rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Mà chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì đâu. Chúng tôi mới chỉ có rửa qua là tôi đem lên tôi quay giới thiệu cho quý vị thôi. Đấy, toàn bộ những cái vết xước nguyên bản của xe mà chủ xe đã đi đây này. Đấy, chủ xe đi là những cái vết xước này. Đấy, rồi những cái vết xước này nó rất là mỏng, rất là mờ như này thôi, đánh bóng là nó hết nhưng mà tôi vẫn để nguyên đấy ạ. Đấy, chỉ có mấy cái chỗ này thôi, còn toàn bộ lại thân vỏ của xe đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Rất là mới luôn.
Đấy, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì nặng đâu, chỉ có xước sát rất là nhỏ nhẹ, nếu như đánh bóng kỹ là sẽ hết quý bạn nhé. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ gương chiếu hậu này, xi nhan trên gương này, cụm đèn đây, cụm đèn rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Đây là cái cụm đèn hậu rất mới, rất đẹp này, trang bị camera lùi này, phần chữ logo đều rất là mới, rất là đẹp. Đấy, những cái cụm đèn này. À, và cái phiên bản RS này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, xe đã được trang bị là la răng đen này, phần trên sơn trên là phần đen này và dưới là vàng, nhìn phối màu đen giống kiểu những chiếc xe Range Rover là Black Edition đấy ạ, rất là đẹp quý vị các bạn nha. Đấy, một chiếc xe phối màu như thế này tương đối là đẹp mà nó phù hợp với cả nam và nữ đi đều đẹp ạ. Và chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km thôi, cho nên là dàn lốp Bridgestone của xe này còn nguyên bản này. Xe được sản xuất cuối năm 2016 này, cái lốp là sản xuất tuần thứ 34 năm 2016 luôn này. Đấy, 4 lốp còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. 4 lốp còn nguyên bản và lốp xưa cua chưa hạ. Đấy, lốp 2016 này. Đấy, lốp đều 2016 luôn quý vị bạn nhé. Cả 4 quả lốp đều 2016 này. Đấy, cả 4 quả lốp đều là 2016 và còn rất là dày như này đây quý vị bạn này. Đấy, rất là dày luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chỉ có sau 5 tháng sử dụng từ 2016 đến bây giờ, tính ra là đã 6 năm, cho nên là cái tuổi thọ của lốp là nó đã hết, nhưng rất là dày như vậy đấy ạ, thì chứng tỏ là chiếc xe này chạy quá ít quý vị các bạn ạ. Hơn 2 vạn km, chiếc xe quá là đẹp luôn. Nhìn về cái phần ca lăng đằng trước thì rất là mới luôn đấy ạ. Và cái chữ logo này mạ vàng cho nên là rất là đẹp. Ở riêng ở cái phiên bản RS này nó khác với những phiên bản thường là toàn bộ logo vàng hết này, phiên bản đặc biệt đấy ạ. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa cả bên lái và cả bên phụ luôn. Về cái ngoại thất thì rất là đẹp như này rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Bấm tay để mở cửa đây. Đấy. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này là chúng tôi cam kết là nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, ốc bản lề nguyên bản này. Táp bi cửa này rất là đẹp, rất là mới luôn. Đấy, nội thất da. Đấy, chiếc xe chúng tôi mới lấy về và chưa có đánh bóng, mới rửa qua bên ngoài để tôi quay cho quý vị bạn cùng xem thôi. Chứ bên trong này còn bẩn luôn này, chưa có dọn này. Đấy, chưa có dọn gì cả, vẫn còn bụi bẩn. Nhưng mà nó đã đẹp như thế này rồi đây quý vị bạn ạ. Phải nói là hiếm có, một chiếc xe hiếm có khó tìm. Bởi vì những chiếc xe này là gần như những cái phân khúc nhỏ này toàn bộ là dành cho chị em đi. Và chị em đi trong phố thì đi rất là ít quý vị bạn ạ. Đấy, tem của nhà sản xuất này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề, cánh cửa này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, từ keo chỉ nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, toàn bộ là còn nguyên bản hết và rất là đẹp đây quý bạn xem về cái nội thất phía sau. Nội thất phía sau thì cái hàng ghế ngồi phía sau này cũng ít người ngồi đến cho nên là nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Phải nói là chiếc xe rất là đều xe đấy ạ. ...2016 mà mới chạy có hơn 2 vạn km thôi, đẹp như thế này đấy quý vị bạn ạ. Với hơn 2 vạn km này thì với một chiếc xe chạy nhiều thì một năm đã đạt được cái đồng hồ công tơ mét này rồi quý vị bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe này quý vị bạn nhé. Đấy, nghe cái loa này cũng rất là hay quý vị bạn ạ. Đấy, nghe loa rất hay nhưng mà tôi tạm thời tắt âm thanh đi đã để giới thiệu cho quý vị bạn cùng xem. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 2 vạn km rồi này. Từ đẹp từ vô lăng. Đấy, đẹp từ vô lăng cho đến cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Đấy, và xe cũng đã được trang bị đây khóa thông minh, start stop này, điều hòa tự động, màn hình đầu xem là ghi đi, xem đĩa được rồi, xem à quên thưa với quý bạn bây giờ ít là màn hình xem đĩa mà bây giờ xem bằng USB, nghe nhạc USB, giải trí đa phương tiện. Và khóa thông minh đây quý vị bạn ạ. Đấy, chìa khóa này rất là mới, rất là đẹp luôn này quý vị bạn nhá. Một cái chìa khóa rất là mới này.
camera hành trình này, chủ xe đã lắp này, và những cái phần nhựa, phần nỉ bên trên này đều rất là mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Đấy, hơn 2 vạn km và toàn bộ nội thất mới như này đấy ạ. Tôi quay rất chi tiết, rất tỉ mỉ cho quý vị các bạn cùng xem đấy nhé. Để quý vị các bạn nào ở xa mà quan tâm đến chiếc xe này, xem video thì quý vị bạn cũng đã biết được cái đánh giá được, tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này, xem nó còn mới còn đẹp như thế nào. Đấy, rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt máy đi, và tôi sẽ ra ngoài giới thiệu thêm về những cái phần tiếp theo cho quý vị bạn cùng xem về chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này quý bạn nhé. Trước tiên, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị bạn cùng xem. Đây là cái phần cốp sau nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản luôn này. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này. Và trong đây nó bẩn này. Những cái bẩn này là chúng tôi chưa dọn đâu nhá. Đấy, những chiếc xe này là bẩn chưa dọn này. Ốc cốp sau này nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau nguyên bản này. Toàn bộ về cái phần cốp sau này là còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Và cái cốp sau này cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Mới từ những cái phần nhựa này cho đến những cái phần nỉ trần này. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và đây là cái phần lốp sơ cua. Đây là cái phần lốp sơ cua đây quý vị bạn nhé. Đây là cái lốp sơ cua còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chưa hạ, chưa dùng tí nào cả. Toàn bộ sơ cua còn nguyên bản. Thì đương nhiên là những cái kích, cái đồ nghề nó cũng còn nguyên bản luôn quý bạn ạ. Vì với chiếc xe ở cái phân khúc hạng nhỏ này thì gần như là dành cho chị em phụ nữ. Mà chị em phụ nữ thì lại nếu có thủng dọc đường cũng chưa chắc đã biết mà thay. Và cái thứ hai nữa là chủ xe cũng chia sẻ là chiếc xe này vừa mua, từ lúc mua về đến giờ còn chưa bị thủng, chưa phải vá lần nào cơ. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản và chưa phải vá lần nào. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem ạ. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ này cũng còn nguyên bản này. Táp bi cửa này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Và ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn đây ạ. Đấy, ốc bản lề nguyên bản này. Ghế da cao cấp nguyên bản theo xe và còn rất là đẹp đây ạ. Cái phần ghế sau này thì không có người ngồi mấy cho nên là còn rất là đẹp. Đấy, chủ xe gần như đi làm một mình thôi cho nên là rất là đẹp đấy ạ. Và cái những cái sàn da này, trải sàn da đều đầy đủ hết cả rồi, lót sàn rất là cẩn thận cho nên là chiếc xe này nội thất rất là đẹp mặc dù chúng tôi chưa có dọn rửa gì cả. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa quý bạn nhé, khóa thông minh bấm tay để mở cửa này. Và keo chỉ của cái cánh cửa trước bên phụ này cũng còn nguyên bản luôn. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, không tai nạn, không va chạm, không có đâm đụng gì cả cho nên là nó còn nguyên bản. Và cái táp bi rất là đẹp, rất là mới như này đây quý bạn nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, chưa có một cái vết tháo nào cả. Riêng về cái phần đâm đụng va chạm thì chúng tôi cam kết rồi, quý bạn có thể yên tâm. Chúng tôi có thể cam kết sâu về chất lượng, cam kết bằng văn bản khi quý bạn mua xe luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016 và sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam phiên bản 1.4 quý bạn nhé. Đấy, về nội thất này, ghế bên phụ này cũng không có người ngồi mấy cho nên là còn rất là mới. Chỉ có ghế bên lái thì là ngồi thì nó nhăn một chút đây quý bạn này. Còn là ghế bên phụ là nguyên bản. Đấy, chưa có bị nhăn nheo tí nào cả, vẫn còn căng, đẹp. Đấy. Và với đồng hồ 2 vạn 1 km thì quý vị bạn xem về cái vô lăng đây. Vô lăng cũng còn nguyên bản và còn đẹp như này đây ạ. Vô lăng này, cần số tay phanh đều rất là mới như này đây quý bạn ạ. Đấy. Rồi đến những cái ghế đây, mặt ghế đây quý bạn xem này. Rất là mới, rất là đẹp này. Rồi đến những cái phần nỉ trần này, phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2016 mà đẹp như này đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Trước tiên về cái phần động cơ thì tôi vẫn mời quý bạn xem về cái ốc cabo đã nào. Đây là cái ốc cabo này, ốc chân cabo này. Đấy, ốc xương tai này. Rồi thì keo chỉ cabo. Đấy, keo chỉ cabo là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Chưa có bị mất một phân keo chỉ nào đâu. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Ốc cabo còn nguyên này. Ốc chân, ốc tai, ốc còn nguyên hết, toàn bộ về những cái ốc xương đầu
còn nguyên hết ạ. Chúng tôi cam kết là chưa có một con ốc nào tháo ra. Đấy, còn đẹp như này đấy. Cái tấm nỉ chắn cabo cũng còn đẹp như này đấy ạ. Quý bạn xem là nó đẹp như thế này. Chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa có dọn đâu nhá. Nếu như dọn là những cái này nó sẽ sạch cơ. Đấy, những cái này nó sẽ sạch. Chúng tôi để nguyên đấy ạ. Chỉ có rửa qua bên ngoài thôi. Bên trong này chúng tôi chưa có động chạm gì vào. Đấy. Và Suzuki cũng đã trang bị cho phiên bản Switch, phiên bản RS 2016 này, là cái khối động cơ xăng 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động. Đấy. Và cái điều đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn là cái động cơ này nó còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết cái động cơ này còn nguyên bản từ những cái ốc chân máy đây quý bạn này. Ốc chân máy này, những cái chấm sơn đánh dấu của nhà sản xuất này còn nguyên này. Đấy, rồi ốc mặt máy này còn nguyên hết ạ, chưa có một cái vết tháo. Vì chiếc xe này chạy quá ít quý vị bạn ạ, mới có hơn 2 vạn km thôi thì những cái này còn nguyên là chuyện bình thường. Chỉ có bị tai nạn hoặc ngập nước mới phải tháo ra thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết rồi, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đấy, những cái ốc mặt máy này nó còn nguyên đây quý vị bạn này. Chúng tôi còn chưa rửa nhá, chưa có dọn rửa gì. Quý bạn nhìn nó bẩn như này đấy ạ. Nếu như dọn rửa đi thì chiếc xe này nó lại còn mới sáng choang luôn đấy ạ. Đấy, còn bẩn nguyên đây quý bạn này. Chưa có dọn, chưa có rửa gì cả. Cái động cơ này nó sạch sẽ như này rồi. Vì chủ xe này chạy ít, thứ nhất là chạy ít, thứ hai nữa là được để ở trong nhà, để ở tầng 1, cho nên là nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, không có chuột vào, cho nên nó sạch như này đấy ạ. Quý vị các bạn nào mà đến mua xe thì tôi cho quý bạn xem là chủ xe, chúng tôi mua xe chúng tôi chụp ở nhà chủ xe ấy. Chủ xe để ở trong nhà luôn ạ, trong tầng 1 luôn ạ. Vì nhà chủ xe ở đất mặt đất chứ không phải ở chung cư, cho nên là có chỗ để xe. Đấy, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này, đăng ký tháng 12 năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 419 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki Swift phiên bản RS 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 mời chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.